Vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, thì hôm nay em lên cho các bác một con giải mã đây, đời 9 nhá, 9GX, hàng đẹp long lanh luôn. Đây. Đấy, các bác này nhìn sướng chưa? Đấy, hàng về nguyên bản nhá. Có ok luôn ạ. Đây. Các bác thấy sướng không ạ? Tuyệt vời luôn. Đấy. Con này gọi là đẹp tổng thể luôn các bác nhá. Đấy, đẹp từ ngoại hình cho tới gọi là nếu bác nào làm công suất thì đẹp cả chất âm luôn nhá. Đấy. Hoặc là tí em cho cái giá các bác còn thấy đẹp nữa nhá. Đấy. Ok chưa? Hàng quá tuyệt vời đấy ạ. Rồi, này. Đấy, con này thì em bán giải mã là chính nhá, bán giải mã là chính, còn các chức năng còn lại test là phụ được chưa? Bán chức năng giải mã và công suất là chính. Còn phụ ở đây là cái SIM ở đây này thì gọi đang test thêm cho nó vui nhá. Lại còn các bác về dùng ấy thì nhớ cho em là phải mua đĩa xịn được chưa? Đấy, nhớ cho em mua cái đĩa 1 F2, đừng mua ba cái đĩa cũ đĩa mốc nha. Về lúc mà dùng nó lại nhanh hại mắt thì cũng như mình thôi. Các bác mà mắt mình mà muốn tức là nó bền ấy, nó không bị cận thì các bác mua kính xịn xịn tí. Đấy, chứ còn các bác mà cứ đeo ba kính kiểu nó nằm nở bên mình rất là nhanh hại mắt, đau mắt đấy. Rồi, tóm lại là bây giờ phải đi test đúng không ạ? Rồi, các bác đợi em tí em đấu dây ở đây. Em sẽ cho em đấu dây cho các bác xem luôn. Đấy. Đây, thì đây em sẽ đấu giải mã đưa ra công suất nhá. Đấy, còn về các bác nào mà đấu giải mã mà đưa ra V thì đây, các bác lấy xem là cái cổng out này, đây, lấy cổng tape out này, hay là cổng CDR out này. Đấy. Còn phía này là cái hai cổng dè nhá, dè out này. Đấy. Đây là quang. Đấy. Còn đây là đường sup, đấy là công suất thì cắm sup đây cho em. Đấy, còn hiện tại thì em đang test đây cho các bác là bảo là công suất lên ok này. Đấy, em sẽ test các chức năng luôn này. Hàng đẹp lắm, con này hàng quá đẹp luôn. Bác nào mà không lấy con đời cao này thì con này là con X9 đời rất là cao các bạn này. 9GX nhá, đời rất là cao và cái cách xử lý chất âm nó cũng rất là ok đấy ạ, rất là tuyệt vời luôn. Hàng này xuất xứ tại Nhật nhá, sản xuất tại Nhật luôn. Phải nói là lâu ơi là lâu rồi nha em mới về được con hàng đời cao X9 mà nó đẹp như này. Giải mã cũng sướng, con này làm giải mã cực hay luôn. Mà làm công suất càng tuyệt vời. Đây, quang đây các bác nhá. Một đầu về các bác cắm vào tivi, đầu còn lại thì cắm vào đây. Cắm đúng chiều cho em nhá. Cắm sai chiều nó không vào đâu. Cắm cổng in cho em nhá. Điện thoại thì đây các bác cắm vào đây nhá. Bác nào nghe điện thoại thì cắm vào cổng in này. Còn lấy tín hiệu AV ra thì lấy được cổng out. Ok, em sẽ test cả đường điện thoại luôn này. Rồi, kết nối xong các bác nhá. Giờ sẽ đi test cho các bác này. Em nghe quang trước nhá, test quang trước. Quang thì các bác cho về chế độ digital cho em nhé. Này, em đang để cái chế độ digital này. Đấy, digital chính là đường quang. Em vừa chạm nó mất nguồn. À, nó đang bị mất nguồn ở tín hiệu quang quá nhá. Tức là nguồn đây, em đang lấy con kia. Đây, lấy nguồn từ cái con âm ni. Đấy, âm ni kia nhá. Tại vì là ở đây em không có tivi thì em mượn tạm con này coi như là smart tivi. Đấy. Vừa để nguồn em dẫm vào cái nguồn nó bị mất nguồn. Ok, bật lại nha. Tín hiệu cái đèn nó lại nháy ngay nhá. Thank you.
Đấy là đường quang các bác nhá. Còn em thử tiếp CD vào MD và điện thoại này. Đấy thì cái thời lượng video nó có hạn mà, thế này em sẽ quay mỗi thử mỗi đoạn một lúc một tí thôi nhá. Đây là CD các bác nhá. Đấy, bên em test con nào mà CD MD chạy thì bên em sẽ tích vào đấy dấu luôn này. Để biết được là con nào chạy con nào không. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every woe still shines. Ok nhá, CD này, MD này. Đấy, MD đây ạ. Con này chạy full chức năng các bác nhá, chạy full chức năng em tích sẵn đây rồi. Hàng đã đẹp là còn chạy full chức năng nhá. Đấy, mà giá có bao nhiêu ạ? Con này giá có 1 triệu 6 rồi các bác nhá. Đấy, có 1 triệu 6 rồi, hàng đẹp long lanh luôn nhá. Chạy full chức năng luôn. Ok các bác, vậy là xong mà đây rồi, tiếp tục em chuyển sang điện thoại này. Thì đây là có cổng input này, các bác chuyển cho em về các chế độ mà các bác cắm điện thoại, em đang cắm cổng line này. Lúc nào anh giận em không? Rồi có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài thêm. Dạ vâng nhá, vừa rồi thì em đã test xong cho các bác các chức năng rồi, full chức năng nhá. Đấy, thì về các bác cứ việc cắm điện 100V cho em, và nếu mà làm quang, làm giải mã thì cắm tín hiệu quang vào này. Đấy, còn nếu mà làm điện thoại thì cắm tín hiệu vào cho em này, ok chưa ạ? Đấy, là công suất thì ghép thêm cầu loa vào đây, được chưa ạ? Còn làm giải mã thì các bác không cần, chỉ cần lấy tín hiệu AV nhá, lấy tín hiệu AV này, cắm ra xuất ra mini to hát karaoke, được chưa ạ? Dạ vâng, 1 triệu 6 cho con Onkyo, có mã là 9GX, số series của máy là 6500 nhá, bốn số cuối là 6500 các bác nhá. Chốt hàng cho em thì
nhớ cho em số series là 6500. Và các bác khi nhận hàng thì cũng check cho em số series này nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên cửa hàng Nguyên Vũ Audio.